Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Phước TV đây. Ê, hôm nay mình lại tiếp tục làm clip lên rừng tìm ong nha mọi người nha. Đó, mình sẽ lên rừng tìm ong. Thì không biết có được hay không thì mong mọi người hãy cùng xem trong clip nha mọi người nha. Đây là quãng đường của con tôi đi này. Đó. Đây mọi người. Mình đang vào rừng nha mọi người nha. Mọi người sẽ đi tìm nhé. Mọi người hãy chú ý trong clip nha mọi người nha. Mọi người đi xa quá mọi người ạ. Mọi người nhớ trong clip của tôi thì mọi người nhớ xem nhé mọi người nhá. Anh em nhá, bố con chúng tôi đã về tới rừng rồi. Mệt mọi người ạ, mệt lắm. Bố con chúng tôi sẽ đi xuống dưới này để bố con chúng tôi tìm nhé mọi người nhá. Đó, đang xuống dốc mọi người ạ. Mệt lắm. Đó thì bố con chúng tôi sẽ đi tìm. Đây mọi người ạ. Còn mọi người đang làm nương ở đây nha mọi người. Xuống dốc là gọi chung là mệt lắm người. Nếu mọi người thấy hay nhớ lại share đăng ký kênh ủng hộ mình nhé mọi người nhé. Đây em nhá, bố con chúng tôi đã tới nơi và chúng tôi sẽ chuẩn bị vào tìm nhá anh em nhá. Trong đường đá gập ghềnh khó cho mọi người ạ, nguy hiểm lắm. Thank you.
Nhà mấy đường khá nguy hiểm nhá. Đường rất chi là nguy hiểm luôn anh ạ. Nguy hiểm quá mọi người. Đây em nhé, sau khi tìm kiếm thì bố con chúng tôi đã tìm thấy một tổ thôi nhé mọi người nhé. Đây này. Nó bay đây. Ở trong này mọi người ạ. Làm thế nào để lấy thì anh em xem bố con chúng tôi nhá. Anh em nhá. Một thế này các bạn. Mấy cái vả hai thế này nọ. Mấy sợi cây này. Mua trái số 4 không hết rồi. Then thời gian đục loại thì thành quả của bố con mình như thế này thôi mọi người. Đó, chỉ có như thế này thôi nhé.